Thành lấy mua vừa hôm được nha. Dạ mua vừa hôm được chú. Dạ không, dạ bán luôn nè, đây có luôn nè. Đây là anh hai vô lưng nha cả nhà. Giờ đang vô diễn với anh cả nhà ơi. Chị Yến My nhiều lắm nha. Chị Yến My quá trời. Phòng nghệ sĩ cả nhà chơi chứ phòng nghệ sĩ chưa đó. Thì thôi cũng mới quay anh Du Lưng với chị Hồng Mỹ ha cả nhà ha. Thì Water này cả nhà, Water này ở ngoài cổng này ha đó. Thì thôi chia sẻ giờ này cũng khuya lắm hả cả nhà. Giờ thì cũng 11, hôm nay vô đường chuyển vừa mới tới là anh coi nhánh hát vào cuối đó cả nhà. Đó là xe hơi đó ha. Đó, rất là nhiều luôn. Đó, tại vì hỏi đi xa xa ngay cả nhà. Tại vì nhạc chị Dương là hơi Dương lo hát nên sợ với Đăng Quyền. Anh hỏi đi xa ra. Đây là giờ ở quận 12 nha. Thì cũng đó đây là trường Bùi Công Trừng ấp 5 xã Đông Thạnh huyện Hóc Môn nha cả nhà. Có xe sĩ rất là nhiều luôn. Có xe của chị Hồng Mỹ đây. Còn phía bên đây có xe nghệ sĩ thì thôi cũng chưa. Còn xe của phía bên đây này của anh Hai Vũ Lưng này nè cả nhà ha. Đi xa ra đường phố thì cũng đường hơi vắng. Đây cả chùa rất là đẹp luôn. Thì Thoại cũng xin khép lại video, mong mọi chú anh chị ủng hộ cho Thoại một like, một đăng ký để Thoại quay có nhiều nghệ sĩ cho cả nhà cùng xem ha. Thì giờ là cũng 11 giờ rồi nên đường phố thì hơi vắng, thì nghệ sĩ thì là lại rất là đông luôn. Về khuya không mà tại ta chạy nhiều show cả nhà. Chị Hiền Mỹ về cả nhà ơi. Chị Hiền Mỹ về đó. Rồi, cảm ơn. Xe 965 rồi nghe cả nhà. Xe của Hồng Mỹ là lúc trước giờ hai cả nhà ha. Bây giờ mình già hơn chị là biết rồi đó.
Chị Hồng Mỹ về cả nhà ha. Thì cô chú anh chị mua chú dùng một là đăng ký cả nhà.